Leo Đại Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong ngày hôm nay thì em Hương lại tiếp tục lên báo giá về rất nhiều mẫu xe mới về bên em nhé. Chào bác Cường Nhất này, chào anh Giai Mất Niềm Tin này. Số hotline em Hương sẽ ghim trực tiếp vào đây ạ, 0354602790. Bác nào đang quan tâm mẫu xe nào thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em có số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Chào em xinh đẹp, cảm ơn anh Giai Mất Niềm Tin nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm được không ạ? Hôm nay em về thêm La City CDX đời 2010, xe tư nhân Hải Dương nước mơn sơn màu xanh rất là đẹp luôn này. Chevrolet cờ đu em về thêm 2011 và 2016 màu vàng gold nhé. 2016 màu vàng gold cờ đu biển thủ đô Hà Nội form mới, máy số zin, giá chỉ có 335 triệu thôi, phân khúc cỡ C. Em chưa ăn cơm anh nhé, em cứ phải live stream xong tầm 1 giờ em ăn cơm. Kết thúc buổi báo giá live stream sẽ là đến giờ ăn cơm trưa của em nhé. Nên các bác ơi đẩy view, đẩy like, chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em ạ. Chào anh Giai Trung Nguyễn, chào anh Bảo Trâm này. Em còn mới về thêm một chiếc xe Hyundai i20. Hyundai i30 đời i20 đời 2015. Số tự động bản Nhật Hàn màu đỏ nhìn đẹp như CX5 luôn nhưng giá chỉ có 418 triệu thôi. i20 đời 2015 các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn. Chào anh Hiếu Dương ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Các bác ơi để lại số điện thoại em tư vấn cho các bác nhà mình nhé. Và đừng tiếc những lượt like, những lượt tim mới cho em ạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Em chào bác Bảo Trâm này. Quan tâm mẫu xe nào cứ để lại số hotline. Và dừng một chút thời gian ở đây để xem hết video trực tiếp ngày hôm nay của em Lê Hương các bác nhé. Về thêm rất là nhiều mẫu xe ạ. Giá chỉ từ 58 triệu em có xe rồi. Sáng nay thì em lại phun tiền một chiếc xe Innova 2012 về làm dâu Phú Thọ này. CDX thì về thêm này, hôm qua CDX cũng về làm dâu Nam Định rồi. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Em sẽ đi báo giá trực tiếp buổi báo giá ngày hôm nay các bác nhé. Rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Chào anh Hưng Dốc Đỏ này, chào bác Trần Trang. Em Hưng xin phép được quay sang cam sau luôn nhé, để đi báo giá buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Thật sự là xe về rất là nhiều luôn. i20 số tự động đời 2015, máy số zin, xe gia đình em mới về thêm này. Bác nào quan tâm cứ để lại số điện thoại em tư vấn nhé. Và hôm nay em còn mới về thêm một chiếc xe Hyundai i10 đây. i10 xe dư tư nhân gia đình đời 2018, số sàn với động cơ trang bị 1.2, bản thiếu 4 máy nhé. Bản 1.2 có này, có đèn gầm, bản này sẽ có đèn gầm và form mới này. Cụm đèn pha phía trước là đèn halogen. Một chiếc xe Hyundai i10, hay các bác còn nói với nhau rằng đây là xe quốc dân đây. Đi cực kỳ sướng luôn. Xe gia đình, chi phí sửa chữa thấp, ăn ít nhiên liệu, máy số zin. Em chào anh Giai Phiên Hậu Phạm Hiển này, chào bác Minh Thuận, chào bác thành phố Hoa Phượng nhé. Chào anh Giai Nguyễn Đức Anh ạ. i10 2018 số sàn xe gia đình đây. Với lớp sơn màu trắng ngọc trinh này, màn hình Android cảm ứng, vô lăng thiết kế 3 chấu ghế da cao cấp, lớp sơn màu trắng đẹp, máy số zin, xe Hyundai i10. Hiện tại em này đang là em xe công vụ của em gái Lê Hương các bác này. Mấy hôm trước thì đi morning như các bác chốt rồi, hôm nay i10 lại lên công vụ nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Cảm ơn anh Giai thành phố Hoa Phượng nào. Anh ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. i10 2018 299 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt nộp ná thêm, cũng như em sẽ rút hồ sơ cho các bác nhà mình để đi lại không phải vất vả nhá. Có i10 2018 đây, số sàn 4 máy 1.2, bản nhập Ấn Độ nhé. Có i10 2018, 2018 là bản lắp ráp rồi, 2018 là bản lắp ráp rồi. Có i10 2018 này, form mới nhé, bản sedan 2 đầu, màn hình Android cảm ứng cam lùi và màn hình Android có rồi. Phía sau có 4 mắt cảm biến, các bác nhìn là răng chất không ạ? Là răng quá là chất luôn. Bác nào quan tâm thì đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Để lại số điện thoại em tư vấn và hỗ trợ ạ. Bên cạnh i10 số sàn thì em còn có cả i10 số tự động nhé. i10 số tự động đời 2016 với động cơ trang bị 1.2. Em này cũng là động cơ trang bị 1.2 đây. Và em đang chào bán với giá là 342 triệu. 342 triệu i10 2016 đây. Số tự động đẹp ạ. Chào anh Giai Trần Sơn, chào bác xưởng may Thu Tính Thu này. i10 tự động bản nhập Ấn đây. Bác nào đang quan tâm về i10 số tự động thì không thể bỏ qua em này đâu ạ. 2016 bản 1.2 số tự động đẹp, xin nhan trên gương. Em này thì bao rút hồ sơ luôn cho các bác nhà mình nhé. Tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh, đề lộ khởi hành start top, màn hình Android cảm ứng này, vô lăng tích hợp các phím bấm an toàn,
có túi khí an toàn, đấy là đặc trưng của bản đồ nhá. Y10 số tự động đây ạ, 342 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Chào bác Xuyên Hằng này, chào bác Gian Bi nào, đẩy view đẩy nai mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại em tư vấn nhé. Ở đây thì em còn có Kia Morning này, Kia Morning biển thủ đô Hà Nội, xe đăng ký 5 chỗ ngồi với nước sơn màu xanh. Bác nào đang quan tâm với cái tầm tiền trên nhô 200 một chút thôi mà muốn xe Kia Morning số tự động nhé. Bà xã nhà mình đi tự động sẽ nhẹ nhàng hơn ở số sàn các bác ạ. Kia Morning em đang chào bán với giá là 228 triệu, la răng 5 chấu dạng mà hoa phai à, là la răng hoa mai thể thao này, xin nhan trên gương này. Đây là bản SNX nhá, đời 2010, nhập hàn nguyên chiếc có Kia Morning số tự động đây ạ. Bản nhập khẩu sẽ có sấy sưởi ghế hai vùng các bác nhé, làm ấm ghế khi mà mùa đông nhá. À, nhiều bác nghĩ rằng là ở Việt Nam thì không cần nhưng em đã từng trải nghiệm rồi, nếu như mà vào mùa đông thì đi cực kỳ sướng luôn các bác ạ. Lazetti CDX màu xám đá xanh em có nha, shop ơi em có nè. Em có bác Nhất Cường ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Lazetti CDX màu xám đá xanh cực kỳ đẹp, đời 2010 nên màn hình Android cảm ứng xịn này, lên đèn bi salon. Và em đang chào bán chiếc Lazetti này mới về với giá là 258 triệu. 258 triệu ạ, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Chào bác Minh Hơn Huỳnh, chào anh Gia Hà Nguyễn này. Đây các bác nhận đây bác Cường ơi, Lazetti CDX đời 2010, la răng 5 chấu thể thao, số tự động đẹp. Em có lên nhá qua một chút hình ảnh về CDX rồi đấy ạ. Em này thì lên được cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, bác chủ quá ăn chơi luôn, độ đèn bi quá đẹp này. Đèn bi salon biển 34 tư nhân Hải Dương, la răng 5 chấu dạng phay thể thao, xin nhan trên hông. Đó, rất là đẹp luôn, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 8/2023. Số tự động đẹp, cửa sổ trời. À, có màn hình là màn hình dọc các bác nhé, màn hình dọc em không cầm chìa khóa ở đây rồi. Đề lỗ thông minh, số tự động, ghế da zin cao cấp đây. 258 triệu có Lazetti CDX màu xanh xám đá này, nước sơn cực kỳ đẹp, cực kỳ cứng cáp luôn. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon nhé, có thêm dải đèn led và đèn gầm. La răng 5 chấu thể thao, phanh ABS chống bó cứng này. Màn hình Android cảm ứng là màn hình xịn luôn nhé. Bình thường màn hình Android cảm ứng là màn hình ngang này, nhưng đây là màn hình dọc này, cực kỳ đẹp luôn ạ. 258 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm nếu như bác nào đang quan tâm về siêu phẩm Lazetti CDX số tự động bản nhập hàn, động cơ trang bị 1.6 đây ạ. Cửa sổ trời, đề lỗ thông minh, máy số đại chất luôn. Đẩy view đẩy nai mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em ạ. Bên cạnh Lazetti CDX thì em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze đời 2011 với động cơ trang bị 1.6 này. Nếu CDX là tự động thì Cruze sẽ là số sàn các bác nhé. Cruze số sàn 2013. À em này đời 2013 các bác ạ. Đời 2013 biển thủ đô Hà Nội. Màn hình giải trí, số sàn, động cơ trang bị 1.6. Em đang bán chiếc xe Chevrolet Cruze 2013 này với giá là 275 triệu, biển thủ đô Hà Nội. Phía sau xe có 4 mắt cảm biến va chạm này, có lắp lipo này, la răng 5 chấu thể thao dạng phay, phanh ABS đầy đủ nhá. Chào anh Giai Nguyễn Thàng ở Thành, chào bác Phong Tử Tế nào, thả tim đẩy lên, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Chào bác Hoàng Đài nhá. Cruze 2013 số sàn 1.6 biển thủ đô Hà Nội. Em Lê Hương đang bán là 275 triệu cho Chevrolet Cruze nhé. Em chào chị gái Đặng Thu Trang nào. Đẩy view đẩy nai mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em ạ. Hello chị gái Đặng Thu Trang ơi, thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Chào bác Hoàng Đài này. À, bên cạnh Cruze 2013 màu đen thì em có Cruze 2016 màu vàng gold, 2012 màu trắng này. Đây là chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2012 với động cơ trang bị 1.6 nhé. Bản lắp ráp trong nước Cruze 2012 em đang bán là 260 triệu. Biển 34 tư nhân Hải Dương này. Ốp hết cụm đèn pha phía trước bằng mạ chrome rồi. Một dải đèn led phía dưới này. Đèn bi là đèn halogen nhé. La răng 5 chấu dạng phay thể thao, 260 triệu có Chevrolet Cruze. Cruze 2012 em đang bán là 260 triệu với nước sơn màu trắng này. Hiện tại bên em đang có rất là nhiều Cruze nhá, đời nào em cũng có và màu nào em cũng có luôn.
mắc nào hợp phong thủy, mẫu nào để lại số điện thoại em Hưng tư vấn và hỗ trợ nhé. Chúc em gái buổi trưa chốt được nhiều xem. Cảm ơn chị gái Đặng Thu Trang này. Chào anh Giai Đoàn Kim Tiệp. Chào bác Hoàng Văn Huệ này. Chào bác Vũ Thanh. Đẩy view đẩy like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lào rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Hôm nay thì em còn về thêm Civic ạ. Bài. Dạ bác ơi, ở khu vực đằng sau cây xăng bạn. Bạn ở bên tay trái vào nhá. Ok, em cảm ơn anh Đoàn Kim Tiệp nhá. Rất là nhiều mẫu xe đẹp luôn. Số sàn thì có CDX, số sàn thì có cờ đuôi tự động thì có CDX và rất là nhiều những dòng xe 7 chỗ, 5 chỗ bán tải Innova rất là nhiều. Chị gái thơm lên ơi, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay các bác nhà mình ơi, đẩy view lên cho em được không ạ? Em chào anh Khương David này, rất là nhiều mẫu xe luôn. Em còn mới về thêm Honda Civic nhá. Honda Civic biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đen. I10 tự động em có anh Khương David ơi, để lại số điện thoại nhá. I10 tự động em có 216 và 218. 216 màu bạc em đang bán là bộ 342 triệu số tự động. 218 màu đỏ em đang bán là 375 triệu tự động nhá. Để lại số điện thoại em tư vấn ạ. Hôm nay em còn về thêm Honda Civic đây. Honda Civic số tự động. Em này là đời 2010 với động cơ trang bị 1.8 và giá chào bán là 318 triệu. 318 triệu này. Honda Civic đây. Trần da 6D, ghế da đẹp, củ số phanh tay hơi lạ một chút so với những dòng xe khác nhé. Số tự động đẹp Honda Civic đây ạ, 318 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm cảm biến va chạm phía sau 4 mắt, cam lùi, cam hành trình có hết rồi. Có Honda Civic đây ạ. Ok anh Khương David ạ. Chiếc Honda này em đang bán là 318 triệu nhé. Honda Civic 318 triệu. Số tự động, động cơ trang bị là 1.8 nhé. Biển thủ đô Hà Nội này. Lên la răng đa chấu này, phanh ABS đầy đủ cho em ạ. Ok, anh Độc Bước ơi, anh Độc Bước chia sẻ cho em nào. Anh Gia Minh Quân ơi, chia sẻ cho em nào. Ship anh cốc trà sữa. Em đã uống được đâu, em còn chưa được uống cơ. Anh Độc Bước ơi, anh quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo cho em ạ. Để lại số điện thoại em tư vấn nhé. 0354602790 chính là số hotline của em Lê Hương ạ. Chào bác Phượng Tường này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Chevrolet, em xin lỗi, một chiếc xe Kia Morning đây. Kia Morning cũng là biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu xám lông chuột đây này. Kia Morning biển 30F, cụm đèn pha phía trước là đèn halogen. Em này cũng là số tự động nhá. Thời điểm hiện tại bác nào mà đang quan tâm về tầm xe tự động mà giá chỉ 200 và hơn trăm một chút thì em có rất là nhiều dòng xe Kia Morning, đầy đủ màu luôn, đầy đủ màu cho các bác phong thủy màu nào cũng ok luôn nhá. Kia Morning em đang chào bán là 218 triệu, đời 2009, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.0, bản này cũng là bản nhập đây. Kia Morning bản nhập đây ạ, em đang bán là 218 triệu ạ. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi lên màn hình Android rồi, có Kia Morning nhé. Astrage em tạm hết nhá, Astrage thay vì mua Astrage thì các mua Vios cũng được ạ. Cũng là một dòng xe quốc dân đây. Vios 2015 số sàn động cơ trang bị 1.5. Em đang chào bán là 345 triệu cho chiếc xe Vios 2015 đây ạ. Biển 22 Tuyên Quang, biển 22 Tuyên Quang đây có Vios 2015. Em này vẫn là máy đen nhá. 4 bánh trang bị phanh ABS xi nhan trên gương. Xe gia đình không taxi, không dịch vụ, không bị khoan đục. Màn hình Android cảm ứng rồi. Giá chào bán là bao nhiêu ạ? Em này em đang bán với giá là 345 triệu ạ. Cho anh xem lại Honda Civic. Ok anh Giai Phạm Tân ơi, thả tim thả like chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Giai Lê Hải này, chào bác Nguyễn Minh Quang. Các bác nhà mình quan tâm mẫu xe nào bình luận phía dưới bài like ngày hôm nay. Em nhìn thấy bình luận này em sẽ quay cho mối hiệu ý của mọi người nhá. Phát theo yêu cầu của các bác nhà mình luôn ạ. Đây ạ, Honda Civic biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đen. Cụm đèn pha phía trước là đèn halogen, có đèn gầm. Dòng xe Honda Civic thì bác nào từng trải nghiệm rồi sẽ biết rằng dòng này rất là bền, rất là lành và đi cực kỳ êm luôn nhá. Civic la răng đa chấu này. Bình thường các bác nghĩ rằng những bác nào chọn Civic là những bác trầm ổn đúng không ạ? Nhưng mà Civic lên bộ la răng thể thao rất là đẹp luôn ạ. Xi nhan trên hông, Civic 2010 số tự động 1.8, giá chào bán là 318 triệu. Ghế da màu kem, trần da 6D, vô lăng thì không có tích hợp phím bấm đâu ạ.
tích phím bấm nó tích hợp ở đây các bác nhá, tích phím bấm ở đây rồi. Củ số phanh tay sắc led, sấy sưởi kính điều hòa hai vùng độc lập cho em ạ, giá 318 triệu. Bác nào quan tâm về Honda Civic thì đây ạ, 318 triệu biển thủ đô Hà Nội. Cảm biến va chạm phía sau, 4 mắt cảm biến va chạm, la răng đa chấu thể thao. Đẩy view đẩy nai mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Chào bác Phạm Hạ Phạm Hà, chào bác Trang Hải này, chào anh Giai Nguyễn Minh Trung, chào bác Nguyễn Thái. Chào bác Sơn Bả Việt Cường nào. Sơn Bả Việt Cường chắc là bác là bên Sơn rồi. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nhé. Ngày hôm nay thì em còn về thêm một siêu phẩm đây, Ford Fiesta đời 2011 số tự động. Với cái tầm tiền chưa đến 300 đâu ạ, 285 triệu Ford Fiesta đời 2011. Phiên bản hatchback không hề bị ngắn nhé, không hề ngắn vào cụt đâu. Dòng Ford đi cực kỳ sướng và khỏe rồi, bán tải Ford đi cũng sướng này. Đấy, Ford Fiesta đi cũng sướng luôn các bác nhé. Màn hình Android cảm ứng, đề lộ khởi hành start top, số tự động đẹp, 285 triệu. 285 triệu có Ford Fiesta 2011 đây. Động cơ trang bị của em này là 1 chấm mấy nhỉ? Em này là 1.6 các bác nhá, Ford Fiesta là 1.6 này. Xin nhan trên gương phanh ABS, na răng đa chấu rồi. Phiên bản hatchback không hề bị cụt và ngắn đâu ạ. À, cảm biến phía sau thì có 3 mắt cảm biến này, cam lùi, cam hành trình, lề lộ khởi hành start top có đầy đủ rồi. Nước sơn màu đỏ đẹp, thảm bệ sạch sẽ, trần lì zin. 285 triệu thôi. 285 triệu có cho em một chiếc xe Ford Fiesta 2011 đây ạ. Bên cạnh những dòng xe 5 chỗ ngồi thì em còn rất là nhiều những dòng xe khác nhé. Các bác ơi đẩy view đẩy nai mạnh mẽ lên cho em nào. Thời tiết Hải Dương quá là nắng luôn. Hôm nay cô Facebook lại bắt đầu bóp em rồi. Các bác ơi lại bóp em rồi. Các bác bên YouTube ơi tổ có xem thì đẩy view đẩy nai lên cho em nhé. Các bác bên Facebook ơi đẩy view lên cho em nào. Chào anh Giai Nguyễn Lam, chào anh Huỳnh Đăng Khoa này. À, vừa rồi em đã lên rất là nhiều những mẫu xe về 5 chỗ ngồi. Thì hôm nay bây giờ em sẽ lên luôn về 7 chỗ nhá. Một chiếc xe Kia Carren, Kia Carren đời 2013 số tự động, máy xăng, 7 chỗ ngồi gầm cao em có Kia Carren nhá. Lớp sơn màu vàng cát đẹp. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi với động cơ trang bị của em này là 2 chấm mấy nhỉ? Con này là 2.0 dạ, 2 chấm. 7 chỗ ngồi số tự động đây ạ. Em có Kia Carren này, cửa sổ trời, 7 chỗ ngồi gầm cao, 368 triệu đời 2013. Điều hòa của em nó là điều hòa auto tự động này. Ghế lái chỉnh điện nhá. Ghế lái chỉnh điện này táp ly táp lô đẹp, 4 loa to bản, bộ 2 loa chép nhỏ nhá. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi có Kia Carren. Kia Carren 2013. Điều hòa độc lập phía sau này, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Nếu như đổ ngồi đủ 7 người thì làm một khoang hành lý vừa phải thôi. Nhưng nếu mà hàng ghế thứ 3 không ngồi đến thì nó là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng luôn. Trần lì zin, cửa sổ trời, 368 triệu có cho em một chiếc xe Kia Carren. 7 chỗ ngồi em còn có Captiva máy xăng và Captiva máy dầu, rất là nhiều dòng xe 7 chỗ nhưng giá chỉ hơn 100 và gần 200, trên 200 chút xíu cũng có luôn. Hôm nay em về thêm Captiva màu đen số sàn 2007 nhá, giá chỉ có hơn 200 một chút thôi. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Chào bà chị Khánh Bonnie này. À, chào bác Lê Hoàng Phương, chào bác Sang Nguyễn ạ, chào bác Chính Trần. Chào anh Lê Ngọc Công nhá. Lê Công Ngọc ạ. Captiva thì em có Captiva máy xăng, 7 chỗ ngồi số sàn, động cơ trang bị là em này là 2.4. Captiva máy xăng biển 89 này. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon xin nhan trên gương rồi. Captiva em đang chào bán với giá là 228 triệu, động cơ trang bị của em nó là 2.4. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi, hỗ trợ chân trượt, hỗ trợ đổ đèo, màn hình Android đầy đủ cho em có Captiva. Có Captiva đời 2009 nhá. Giá chỉ trên nhô 200 một xíu thôi, bác nào cần rút hồ sơ thì em vẫn rút hồ sơ cho ạ. Và bên cạnh Captiva là một dòng xe dành riêng cho Việt Nam. Người Việt dùng hàng Việt, dành riêng cho Việt Nam, đến từ thương hiệu Hyundai. Hyundai Avante đời 2013, à đời 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013. Số tự động đẹp,
Hyundai Avante em đang chào bán với giá là 259 triệu. 259 triệu có Hyundai Avante các bác nhé. Số tự động đẹp, biển 99, nước sơn màu xanh xám này. Một dàn lốp Michelin, xin nhan trên gương. Số tự động 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013 đây ạ. Em này thì là điều hòa auto nhá, có cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Và 359 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Cái gì nhở? Anh Lê Gia Huy ở đây biểu thì có em lời là như nào ạ? Có con nào dưới 100 không? Có luôn anh ạ. Dưới 100 thì em có Spark nhá. Spark dưới 100 ạ. Hôm nay em còn về thêm một siêu phẩm La City CDX đây. CDX đời 2010. Đời 2009 ạ. CDX đời 2009 với động cơ trang bị là 1.6 số tự động. Biển thủ đô Hà Nội, 4 số, một chủ sử dụng từ mới nhá. Giá chào bán của em này là 240 triệu. La City CDX một chủ sử dụng từ đầu này, 240 triệu. Màn hình Android cảm ứng thì em này chưa lên, nhưng mà có sấy sợi ghế hai vùng, bản nhập Hàn nguyên chiếc, đề lộ khởi hành start top đây. Cửa sổ lắp có rồi. 240 triệu cho chiếc xe La City CDX nhá. Vài chục triệu thì em có cho các bác nhà mình Spark này. Có con nào vài chục không? Em có anh điện lạnh Quang Anh ơi. Spark đời 2010, biển 20, nước sơn màu trắng này. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Spark đời 2010, động cơ trang bị 0.8. Ăn xăng như là người đây. Ăn xăng như là người đây. Chỉ có 98 triệu thôi ạ. Chưa đến 100 triệu mà mua ô tô 5 chỗ ngồi đi. Gia đình nhà mình đi này, quá thoải mái luôn. Ok chưa ạ? Quá là thoải mái luôn nhé. Spark em đang bán là 98 triệu cho một chiếc xe ô tô. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, nước sơn màu trắng đẹp, sơn si sạch sẽ, ốp lên na răng nhìn khá là bắt mắt luôn. Có cho em Spark này. Em chào anh xe Rato à. Xe đô thọ nhá. Tên thả view, thả tim, đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Chiếc xe nào mà em review thì em cũng quay nội thất nhá các bác xem cùng em ạ. Kia bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em nhé. Phải để lại số điện thoại thì em mới có thể gửi hình ảnh video chi tiết qua Zalo được. Vì trên buổi báo giá livestream thì em chỉ có thể báo qua và giá một chút thôi. Còn bác nào cần hình ảnh video chi tiết trong ngoài, nội thất, ngoại thất thì kết nối Zalo để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ nhé. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning đời 2008 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 2008 nhưng mà lần đầu lăn bánh là đời 2011 các bác nhé. Giá chào bán là 195 triệu, biển thủ đô Hà Nội. Xe 5 chỗ ngồi, nước sơn màu trắng này. Xin nhan trên gương, cụm đèn pha phía trước là đèn halogen, có đèn gầm đầy đủ cho em ạ. Em này cũng là la răng đúc thể thao đẹp rồi. Xin nhan trên gương đây, 195 triệu. Từ những cái tiểu tiết như lẹp chân kính cũng dán rồi này. 195 triệu, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, số tự động bản nhập. Có sấy sợi ghế đầy đủ cho em, ghế da zin đẹp này. Trần lỉ zin đây, 195 triệu, có xe đi sắp Tết rồi. Miền Bắc thì sắp đón không khí lạnh, mùa phùn gió bấc rồi. Đi xe máy rất là vất vả luôn ạ, nên các bác ơi em có luôn đây. Em có Kia Rio 2014 không? Em có anh Gia Minh Tuấn ơi. Kia Rio 2014 này, Kia Rio 2015 em đều có nhá. 2015 màu trắng ạ. Có xe nào 10 triệu không? Anh Thiêu Văn Nguyễn ơi, không biết rằng anh bình luận vui để tương tác vui hay anh bình luận thật, chứ em chưa biết một cái xe ô tô là 10 triệu. Xe ô tô của trẻ con để mua cho con nó rơi vào gần chục triệu rồi anh nhá. Chào bác Quang Mai, chào bác Hiển Nguyễn nào. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe. 2 chỗ có, 5 chỗ có, 8 chỗ có, 7 chỗ có này. Gầm cao, gầm thấp, thể thao 2 chỗ em có luôn. Bên đây thì em còn mới về thêm một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đời 2011, số sàn cũng là 5 chỗ ngồi đây. Biển 26. Em đang chào bán chiếc xe Kia Morning này với giá là 130 triệu. 130 triệu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, có Kia Morning. Sơn si sạch sẽ, máy số ngon, đi cực lành luôn. Các bác thay một chiếc xe máy hoặc đi gia đình cực kỳ ổn định nhá. Ăn ít xăng lắm ạ, 1.0 này ăn ít xăng lắm. Vừa nhỏ này vừa xinh, đi gia đình quá là ok luôn. Tầm giờ mới là nhiều xe tập lái nhá. Chứ đầu năm cũng không có cơ, nếu đến mùa mua phùn thì không có xe vài chục triệu mà mua các bác ạ.
điều hòa mát lạnh sấy đầy đủ cho em ạ. Có Kia Morning 130 triệu đấy ạ. Vừa rồi bác nào quan tâm về Kia Rio thì xem em cùng em nhá. Hôm nay em còn về thêm cả i20 cơ. Kia Rio em Hương có 3 chiếc này. Đầu tiên là một chiếc xe Kia Rio đời 2015 đây. Dạ anh Hoàng Duyên ơi, giữ máy giúp em một chút nhá. 8 chỗ thì em có một chiếc em có Innova 2012 máy số zin xe gia đình nhá. Innova hiện tại em đang rất là nhiều luôn. Hyundai Get em có anh Hiển Nguyễn ơi mới về đây. Isuzu vừa đi vừa đẩy cũng không có nhá. Isuzu phải đi hẳn hoi chứ vừa đi vừa đẩy cũng không có ạ. Vừa đi vừa đẩy em không có ạ. Cho anh xem Fortuner. Fortuner thì em chỉ còn 2011 máy dầu. 2011 máy dầu số sàn màu đen ạ. Em đang bán là 535 triệu ạ. Sở Bắc nào đẹp, Sở Bắc em có 2 chiếc đẹp nhá. Một chiếc là 110 triệu 2011. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi màu trắng này. Một chiếc cũng là màu trắng nhưng mà đời sâu hơn một chút thì 98 triệu ạ. À, các bác ơi, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Fortuner em chỉ còn 211 thôi. 211 là 535 triệu số sàn máy dầu. Quay Rio 215 ok. Kia Rio đời 2015 với động cơ trang bị 1.4 bản nhập Hàn nguyên chiếc. Em có 2 chiếc màu trắng nhé. Chiếc này là biển thủ đô Hà Nội. Cụm đèn pha phía trước là đèn halogen. Đèn gầm là đèn bi salon. Kia Rio 2015 nước sơn màu trắng nhé. Full lịch sử hãng đây. Full lịch sử hãng dán hết cách nhiệt chống ồn rồi. Xpander tạm hết ạ. Xpander tạm hết hàng. Kia Rio 2015 máy số zin. Vô lăng tích hợp phím bấm này có nhớ ga tự động Cruise Control. Và em đang chào bán với giá là 395 triệu. Có Kia Rio 2015 đây ạ. Innova 213 và 214 em có giữ máy giúp em ạ. Tucson em có 2010. Tucson 2010 em đang bán là 438 triệu. Hai cầu máy xăng nhá, giữ máy ạ, biển Hà Nội. Còn chiếc xe Kia Rio biển Hà Nội này em đang bán là 395 triệu. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ ạ. Tập này em có Matiz và có Spark và có Morning từ tầm 130 triệu quay đầu. Các bác giữ máy giúp em nào. Anh Duân Nguyễn ơi, để lại số điện thoại nhá. Tucson 2010 máy xăng 2 cầu số tự động đời 2010 em đang bán là 438 triệu ạ. Quay i20 ok anh Toàn Trần ơi, i20 đúng là hot hit luôn. Ngày hôm qua mới về đây. Everest em vừa mới về nhá. Everest chưa có giá đâu ạ. Bác nào quan tâm về Ford Everest để lại số điện thoại nhá. Everest này em vừa mới về đây. i20 giữ máy giúp em. Em quay lại một siêu phẩm một chút này. Everest vừa mới về nên các bác ơi thông cảm giúp em nhá. Chưa rửa dọn chưa gì hết nên là em cũng chưa quay được thì nó không được ưng mắt đâu. Để lại số điện thoại nào. i20 siêu phẩm của em Hương mới về ngày hôm qua đây ạ. Em có Ford Everest anh Theo ơi, giữ máy này để lại số điện thoại em tư vấn cho. Còn i20 em mới về đây. i20 đời 2015. Zen đét là đẹp luôn, zin kính quang luôn nhá. i20 biển 99 nước sơn màu đỏ đẹp, nhìn xa tưởng xe X5 các bác ạ. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, giải đèn nét, đèn gầm. Em có hình ảnh video chi tiết về chiếc xe này rồi. Bác nào quan tâm về i20 thì không thể bỏ qua đâu. 5 chỗ ngồi số tự động nước sơn màu đỏ đẹp. Các bác nhìn nhá, bình thường những chiếc xe khác chỉ có 4 loa to và 2 loa chép, nhưng riêng em này có thêm 4 loa chép nhá. Vô lăng tích hợp phím bấm này 418 triệu mới đi bảo dưỡng bảo hành về. Màn hình Android cảm ứng, điều hòa auto, để lộ khởi hành start top. i20 418 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm nước sơn màu đỏ đẹp có i20 đây ạ. i20 đây. Bác nào quan tâm về i20 để lại số điện thoại này. Ford Everest vừa mới về. Chưa cập nhật giá, chưa cập nhật đời rồi. Các bác ơi để lại số điện thoại cho em nào. Em chào anh trai Khương Nguyễn. À giờ Trương Nguyễn nào, đẩy view lên cho em anh trai ơi. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Rất là lắng luôn các bác thương em nào. Đẩy view cho em nào. Con này là 418 triệu cho chiếc xe i20 nhá. Bản nhập Hàn, động cơ trang bị 1.4. Cảm biến phía sau 4 mắt, zin đẹp toàn xe luôn. Xe vừa mới về chiều ngày hôm qua. Nhưng em đã chụp qua một chút và quay qua một chút rồi. Bác nào quan tâm i20, 5 chỗ ngồi, số tự động màu đỏ đẹp. Để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn nào. Vừa rồi bác nào hỏi em về Kia Rio 2014 thì em có này.
Ok, để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Tí nữa em sẽ gọi lại vì em xuống live muộn, ăn cơm muộn thì phải tầm 2 giờ hơn một chút em mới tư vấn được các bác. Đợi em một chút nào. Túc Sơn số tự động 20010, động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi gầm cao màu lâu, biển thủ đô Hà Nội full option. Em đang bán là 438 triệu. Nên là anh Tuân Nguyễn ơi, quan tâm Túc Sơn để lại số điện thoại cho em. Túc Sơn là biển thủ đô Hà Nội anh nhé. Túc Sơn biển thủ đô Hà Nội ạ. Kia Rio 2014 số tự động đây. Kia Rio 2014 số tự động, máy số zin, động cơ trang bị 1.4, bản nhập hàn nguyên chiếc, nước sơn màu đỏ đẹp. Xin nhan trên gương có cho em mặt loa trầm, em này lên loa trầm rồi này. La răng đa chấu phanh ABS, có cả cảm biến bằng giọng nói phía trước nhá, cảm biến trước bằng giọng nói. Khi vào khu vực đường cấm này hay là khi đi đến khu vực đường nào, em nó sẽ tự nói cho mình. Đi quá tốc độ nó cũng báo cho mình biết, phía trước có vật cản nó cũng báo cho mình biết nhá. 380 triệu đời 2014 này. Vô lăng tích hợp phím bấm này, nhớ ga tự động cruise control. Màn hình OLED giải trí đầy đủ cho em rồi. Ghế da cao cấp zin đẹp toàn xe. Kia Rio 2014 đây. 380 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Có Kia Rio nhập hàn nhá. Kia Rio một trong những cái dòng xe đi cực kỳ dễ. Dễ đi, sướng, tiết kiệm nhiên liệu và lành bền đấy ạ. Có được test xe không bạn? Có test xe nhá, có được test xe, đến xem xe trực tiếp đi ạ. Ford Everest để tối là tí nữa em cập nhật để em báo giá nhá. Ford Everest vừa mới về đây, vừa mới về chưa có giá đâu ạ. Còn Kia Rio 2015 mà zin đét toàn xe thì quá là đẹp đây. Kia Rio biển 14 Quảng Ninh, số tự động đẹp, động cơ trang bị của em nó là 1.4 nhập hàn nguyên chiếc, em đang chào bán là 395 triệu. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Đẩy view cho em nào. Kia Rio 2015, máy số zin, màn hình Android cảm ứng xịn, ghế da cao cấp luôn, ghế da màu kem, sạch sẽ và sang trọng. Ốc nhái không hề vặn mở, dù chỉ là một con, zin đẹp toàn xe. Có nhớ ga tự động cruise control đây. Màn hình Android cảm ứng này. Kia Rio trần nỉ zin, điều hòa mát lạnh nhớ, máy số zin. Bao tiết hãng toàn quốc, bao hồ sơ. Một dàn lốp Michelin, lốp mít là lốp dày các bác nhớ. Kia Rio em đang bán là 395 triệu. Bác nào quan tâm về Kia Rio biển 14 Quảng Ninh, để lại số điện thoại em tư vấn nào. Để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Ok, anh Giai Trương Nguyễn ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Anh Mạnh Huy ơi, quay sờ bắc giữ máy giúp em nào. Đợi em một chút, em quay qua bên ngoài cho đỡ lắng rồi em đi vào nhá. Bên ngoài em còn có Hyundai Accent. Hyundai Accent đời 2011, động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp, 345 triệu, biển 20, nước sơn màu lâu cà phê. Bản nhập khẩu, số tự động, cần số rích rắc, có Hyundai Accent. Em này hai chủ gốc Sài Gòn, nên là bác nào có muốn về Hà Nội hay Sài Gòn vào tên vô ok luôn nhá, không sợ mất nhiều tiền phí đâu. Ghế ra để bọc thêm áo ghế rồi, phía dưới là trần là thảm đẹp nhá. Màn hình Android thì em này chưa lên. 345 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent 2011 các bác ơi, có Hyundai Accent này. Lắng quá. Y20 em có Y20 đây nhá. Y20 số tự động màu đỏ đẹp, vừa cao vừa đẹp. Y20 bản nhập nhìn như CX5 mà giá chỉ có 418 triệu thôi. À bên ngoài đây em còn chiếc xe gì, em quay lốp rồi em đi vào bên trong nào. Y10 số sàn 2018 bản 1.2, em đang bán với giá là, đang bán với giá đây. Y10 quay lại Y10 rồi em vào đây. Y10 2018 số sàn bản 1.2 em đang bán là 299 triệu ạ. Santa Fe ạ. Santa Fe bản cao cấp, vừa rồi anh hỏi xe 10 triệu rồi anh hỏi bản cao cấp là như nào anh ơi. Santa Fe em tạm hết nhá, bán hết rồi. Còn Fortuner 2011 hơn 500 thôi. Y10 2018 bản sedan 2 đầu màu trắng đẹp. Taxi dịch vụ thì em này không có nhá, xe này xe gia đình. Nhưng các bác có muốn về chạy dịch vụ hay là chạy dịch vụ hoa cưới hỏi thì ok luôn. Màn hình Android cảm ứng, có cam lùi, 5 chỗ ngồi, xe công vụ của em gái Lê Hương đây. Xe công vụ đây các bác ơi, có Y10 2018 đây, đời cao giá hợp lý ạ.
Kia Morning số sàn tầm 130 triệu thì em có chiếc này nhá. 130 triệu, biển 37 Nghệ An, có Kia Morning đăng ký 5 chỗ ngồi. Các bác đi em này tập lái sẽ hợp lý nhá. Tập lái hợp lý này. Vừa tập lái vừa đi gia đình có màn hình rồi. Ghế da hai màu kết hợp với nhau 130 triệu, ốp la răng xịn sò cho em. Ốp la răng đẹp rồi các bác ơi, đẩy view nào. 130 triệu Kia Morning biển 37. Hyundai i20 bản XCVT đây. XCVT này là 418 triệu. Kia Rio thì là 2015 là 395. Còn 2014 là 380 nhá. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Bác nào quan tâm về 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi thì em có Innova. Vios có 215 và 217. Đi vào đây cho đỡ nắng, nắng quá các bác ạ. Chào anh Gia Nhật Đô, chào bác Đình Tàu này, chào bác Khoa Nguyễn này. Hyundai em còn có cả Eon nhá. Hyundai Eon giá chỉ có 138 triệu thôi. Có Hyundai Eon. Cảm ơn bác Hương Sơn, xe đẹp mà giá rẻ quá. Cảm ơn bác Hương Sơn nhá, đẩy view chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Duy Đặng ơi, xe gì giá bao nhiêu? i20 ạ. i20 em đang bán là 418 triệu, đời 2015. Zin đẹp toàn xe có i20 nhá. Và em còn có cả Innova 2012 này. Innova đời 2012, xe gia đình máy số Zin, em đang lắp bình thêm cho khỏe này. Innova xe gia đình máy số Zin, biển thủ đô Hà Nội, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Xe này để em mua còn lại một bác anh trai chơi cùng với em trong hội cây xăng đây. Màn hình Android cảm ứng này. Ghế da Zin đẹp rồi, có Innova nhé, Toyota Innova 2012, 348 triệu máy số Zin đây. Trần nỉ Zin, ba hàng điều hòa tương với ba hàng ghế nhé. Để lại số điện thoại nào. i20 là 418 triệu ạ. Và ngày hôm nay thì em còn về thêm một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2016, nước sơn màu trắng đẹp đây. 2016 em vừa có màu trắng này, vừa có màu vàng gold. Màu vàng gold thì hôm qua em có quay rồi, hôm nay đi công vụ không ở nhà. Nhưng đây, hôm nay em về thêm màu vàng gold đây ạ. i10 2018, xe gia đình 299 triệu, bản 1.2, 4 máy anh nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn ạ. i10 để lại số điện thoại em tư vấn nào. Các bác ơi, để lại số điện thoại kết nối Zalo em tư vấn cho các bác nhà mình nhá. Còn đây là bên trong nội thất của Chevrolet cờ đuôi 2016 này. Lên màn hình Android cảm ứng rồi. Trần lỉ Zin màu trắng ngọc trinh, cờ đuôi 2016 em đang bán là 335 triệu. Có Chevrolet cờ đuôi đây. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 2023, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí có hết rồi. Nước sơn màu trắng ngọc trinh nhá. Biển 17 đây. Bác nào đang cần tìm một chiếc xe số sàn tầm hơn 300 một chút, đời cao phân khúc hạng C thì em có cờ đuôi đây. Chevrolet cờ đuôi em đang có hai chiếc cực kỳ đẹp. Bác nào hợp màu trắng thì chốt chiếc này nhá. Còn bác nào mà hợp hay là thích màu vàng gold thì em có cả đời 2016 màu vàng gold nữa cơ. Cực kỳ sang trọng luôn. 335 triệu bản lắp ráp trong nước, số sàn 1.6. Chevrolet cờ đuôi biển 17 đây. Đèn gầm phía dưới là đèn bi salon, có dải đèn led. Xi nhan trên gương na răng lăm chấu thể thao có đầy đủ cho em rồi. Đây nhá, Chevrolet cờ đuôi 2016 đây, 335 triệu. Xe cực kỳ đẹp luôn, cam lùi, cam hành trình, lipo, cảm biến va chạm có đầy đủ cho em rồi ạ. Một dàn lốp mới, lốp Michelin ạ. Chào anh Mai Hải, chào anh Văn Thuận, chào bác Hiệp Hòa, chào bác Nghị Đoàn này. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em các bác ơi. Lắng vỡ đầu thật luôn anh ạ. Thế này mà các bác không thương em gì cả, các bác đẩy view lên cho em nào. Em còn có cả một siêu phẩm Mazda 3 nhá. Mazda 3 đời 2016, Mazda 3 đời 2017 ạ. Mazda 3 đời 2017, bản này có hai chế độ lái và có phanh tay điện tử nhá. Phím mở một trạm thông minh, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. 535 triệu cho chiếc xe Mazda 3 đời 2017 ạ. Hai chế độ lái, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, phanh tay điện tử, xi nhan trên gương, zin đẹp toàn xe luôn, có Mazda 3 2017 đây. Bác nào mà yêu thích Cerato thì em có hai chiếc Cerato luôn này. Em có anh Danh Trần ơi, Innova 2010 chỉ có 275 triệu thôi. Nhưng nếu anh cố lên được một chút thì lấy luôn cả chiếc xe Innova 2012.
2010 là 275 triệu, 2012 là 348 triệu, xe 8 chỗ ngồi, máy số zin, xe gia đình, không chạy taxi dịch vụ, không đổi màu, không khoan đục, mà lên màn hình Android rồi, cảm biến đầy đủ rồi, và có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Ghế da màu da bò cực kỳ sạch sẽ, sang luôn đó nhá. Cái màu da này vừa sạch này, vừa dễ vệ sinh mà không sợ bẩn đâu. Màu da bò này là màu da đẹp các bác ạ. Có cho em này, Innova 2012. Innova 2012 đây ạ. Y10 số sàn đúng không anh? Y10 số sàn, đợi em giữ máy đợi em một chút nào. Ở đây em còn có Hyundai Eon này. Hyundai Eon đời 2013 nhưng giá chào bán chỉ có 138 triệu thôi. Dòng xe Hyundai Eon số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi nhưng mà xe quá là nhỏ xinh nhá. Em này còn nhỏ hơn cả Morning và Y10. Nhìn form dáng rất là xinh luôn. Cái này mà các bác tập lái là một đi gia đình hay mua bà xã đi đều ok nhá. Hyundai Eon 138 triệu số sàn, nước sơn màu đỏ, biển tư nhân Hải Dương. Có Hyundai Eon đây ạ. Anh ơi, anh nào quan tâm Y10 giữ máy để lại số điện thoại em tư vấn nhé. Em đợi em một chút nào. Em sẽ quay một lượt những dòng xe khác nữa nhé. Eon 138 triệu này. Y10 thì em vừa có số sàn, vừa có số tự động, hatchback, sedan em đều có nhé. Y10 bản hatchback đời 2016, biển 14, Quảng Ninh. Em đang chào bán chiếc Y10 hatchback này với giá là bao nhiêu nhỉ? 229 triệu đời 2016 đây. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Và hiện tại em Hương đang về thêm một chiếc xe Y10 đời 2016 bản đủ màu trắng nhé. Giá chỉ trên 200 thôi. Y10 hatchback bản đủ màu trắng đang trên đường về. Nên các bác nào quan tâm về Y10 cứ để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn này. Chào anh Giai Văn Khương, chào anh Thành Công, chào bác Đào Thái Xuân này. Đẩy view, đẩy like, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Y10 2016 229 triệu, có màn hình rồi, na răng đa chấu đẹp nhé. Còn bác nào đang quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có một dàn Ford EcoSport. Ford EcoSport biển 88 Vĩnh Phúc, nước sơn màu trắng đẹp. Được bác chủ cũ độ lên cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi. 5 chỗ ngồi gầm cao, đời cao, số tự động đây, em có EcoSport đây. 445 triệu ngày đời 2016. Máy 1.5 nhưng máy eco lại còn siêu tiết kiệm nhé. Bản này 8 túi khí an toàn, cửa sổ trời này, vô lăng tích hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh, điều hòa auto, đề lổ khởi hành start top, zin đẹp toàn xe luôn. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, có đèn gầm cũng là đèn bi. 5 chỗ ngồi gầm cao chân dài, em có rất là nhiều eco. Eco có này, Kia Sportage có này, những dòng xe gầm cao 5 chỗ giá nhô 400 em nhiều lắm ạ. Em chào anh Giai Hoàng Thụ này, chào anh Nguyễn Viết Thái, chào anh Linh Viết Nguyễn, chào anh Trần Quân. Chào anh Giai Trần Quân nhờ. Trần Quân nhá. Ford Ranger em tạm hết ạ. Vios 2019 nó không có, tự động em có 2020 nhá. Bán tải 2 cầu em có này. Bán tải 2 cầu em có, bán tải gì nhỉ? Bán tải Isuzu D-Max 2 cầu máy dầu số tự động 2016 đăng ký lăn bánh lần đầu 2017. Và bán tải Colorado. Colorado 2017 em đang bán là 500 bao nhiêu nhỉ? 568 triệu, 2 cầu điện luôn, full option. Em ơi, có xe G63 vô lăng dây và 4 chân móng không em? Em không biết con G63 đấy như nào luôn. Ford Ranger em tạm hết nhá. G63 của Huyền Hà đấy. Bán tải em có anh Đỗ Văn Dũng ơi, Isuzu D-Max có này. Và có bán tải Colorado 2 cầu điện này, màu đen cực kỳ đẹp luôn, đến từ thương hiệu trương hiệu Mỹ, Chevrolet ạ. Còn hôm nay em còn về thêm Kia Morning đây. Rồi ôi, hơn 100 triệu mà lịch sự quá. Kia Morning đời 2006 số tự động đây. Động cơ trang bị 1.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đang nổ máy mà điều hòa kêu im thít, máy kêu im thít luôn. Kia Morning ghế da cao cấp nhá. Hôm trước em bảo là chiếc này mới về đây, nhưng mà ghế da nhà bác đấy là con nhỏ vẽ bẩn nên em thay lại rồi nhá. 155 triệu có Kia Morning. Nếu như mua một chiếc xe SH tầm 140 triệu bản nhập thì các bác ơi, lên mua Kia Morning của em gái Lê Hương này. Đấy, màu đen đẹp, biển tư nhân, 5 chỗ ngồi mà giá chỉ có 155 triệu thôi. Thì tội gì phải đi xe máy đúng không ạ? Tội gì phải đi xe máy khi mà ô tô nó chỉ có hơn 100.
điều hòa mát, rộng rãi, thoải mái, đi xe gia đình nhà mình quá là ok luôn. Kia Morning màu đen cực hiếm nhá, bình thường chỉ về màu xanh, màu bạc, màu lâu thôi, ít khi về màu đen, nhưng em có màu đen đẹp luôn nhá. 2006 ạ, 155 triệu. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Anh thiếu đại điện ơi, em anh tìm i10, ok, i10 giữ máy, em sẽ quay lại i10 này. Con Innova bên cạnh này là đời 2013 và em đang chào bán là 365 triệu, động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 7 chỗ ngồi nhá, có Innova 2013 đây. Đấy, xe Việt Nam nên cũng phải cờ Việt Nam luôn các bác này. 2013 365 triệu, 2012 máy số zin đẹp cũng là 348 triệu. Rất là nhiều xe cho các bác lựa chọn này. Em sẽ quay lại i10 nhá, vì chiếc xe i10 em Hương đang đi rất là đẹp luôn. Xe công vụ của em Hương ạ. Nhưng mà hết tiền tiêu thì người yêu em cũng bán, công vụ cũng bán luôn. i10 bản thiếu, bản sedan 2 đầu 1.2. Bản 1.2 nhá, không phải bản 1.0 đâu ạ. Đi không hề bị tốn xăng mà cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ạ. i10 em có đây, i10 2018 số sàn bản 1.2. Cam lùi và cam màn hình này em Hương mới đầu tư thêm 5 triệu lắp vào nhá. Tặng các bác nhà mình 5 triệu màn hình cam lùi rồi. Biển 34, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. i10 2018 số sàn động cơ trang bị 1.2 đây. 299 triệu. Xe gia đình không taxi, không dịch vụ, không đổi màu và không khoan đục. Máy số zin bản 1.2. Bản 1.2 máy số zin có i10 cho em đây ạ. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em nhá. i10 bản thiếu 1.2. Số sàn 299 triệu, bao hồ sơ. Và em còn bớt lộc cho các bác nhà mình ạ. Anh Nhãn Hương ơi, có Morning Van anh Hoàng Hiệp nhá. Morning Van 212, 213 giá cũng chỉ tầm 235, 225 triệu thôi. Giữ máy đợi em nào. 320 triệu thì anh chỉ có thể mua được 2012 Innova xe dịch vụ thôi. Còn 2012 xe gia đình thì sẽ là 348 triệu anh nhé. Còn không thể mua được Innova 2015 với giá là 320 triệu đâu ạ. 320 triệu anh có thể mua được cho em một chiếc xe Innova đời 2012. Vì nếu như có dịch vụ taxi sẽ rẻ hơn. Còn nếu như em đang có một chiếc xe gia đình, nó phải rơi vào 348 triệu. 348 triệu anh nhá. 2012 thì 2015 nó phải rơi vào tầm 410-418 triệu là xe gia đình. Còn xe dịch vụ em không nói đến nhá. Bác nào vừa rồi hỏi em về bán tải thì em có đây. Bán tải Colorado đời 2018, 2 cầu điện, số tự động full option. Vừa rồi em Hương đánh đi đón khách nên là quên không cầm chìa khóa rồi. Hai cầu điện biển tư nhân Hải Dương, nước sơn màu đen, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, căn chỉnh làn đường, tránh lệch làn phía trước đầy đủ cho em ạ. Em này em đang bán là 568 triệu nhá. Máy dầu hai cầu điện, bán tải Colorado, full option luôn, nước sơn màu đen ạ. Chị ơi. Dạ. Em đây. Có muốn bán lại con này không? Anh muốn bán xe à? Vâng. Vâng, anh vào lấy nước. Anh vào lấy. Đây các bác này, bác nào thích dòng xe Santa Fe này không ạ? Một anh chủ mang đến bán đây. Anh ơi, anh cho lên đây ạ. Anh cho hẳn vào trong xong anh đi vào trong kia. Em vào uống nước nhá. Em có người trong đấy ạ, em đang livestream. Bác nào mà cần mua bán trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng thì các bác ơi có thể đổi cát cho em nhá. Và kết nối qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Một chiếc xe Santa Fe biển 88 Vĩnh Phúc, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, được một anh trai mang đến. Anh ở đâu anh? Đây, anh vào trong kia em mời bóng nữa. Đấy, các bác nghe đây, em này là số tự động à. Santa Fe số tự động này lên màn hình Android cảm ứng này. Bác chủ mang đến bán lại đây, bác chủ lại lên đời rồi. Đi vào trong kia anh ạ. Anh Ngọc ơi, anh ấy bán xe. Anh ấy bán xe ạ. Vâng, anh ấy bán con Santa Fe rồi, anh xem đây. Đẩy view đẩy nay mạnh mẽ lên cho em được không nào các bác ơi. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em nào. Đắt khét nẹt, ok bác Phong Đình cứ tham khảo nhé. Xe mà không đâm xô, không ngập nước thì không rẻ được đâu ạ. Không rẻ được.
Giờ xe thời đại 5.0 mà. Muốn mua xe rẻ nó khó lắm ạ. À. Bọn em là thợ đi mua xe còn không mua được rẻ. Với bác dân xe họ đẹp họ cũng chẳng bán rẻ cho mình đâu anh ạ. Kia Morning Van thì em có này. Kia Morning Van đời 2013. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi. Nước sơn màu trắng đẹp đây. Biển 15. 15 Hải Phòng có Kia Morning Van nhá. Anh Hoàng Hiệp đây. Em đang chào bán với giá là 235 triệu. Xe đăng ký 2 chỗ ngồi. Đèn led có bản đồ này. La răng thể thao. Phanh ABS. Phanh ABS, một dàn lốp dày, nước sơn màu trắng đẹp. Có cho em một chiếc xe Kia Morning Van bản nhập, động cơ trang bị 1.0 nhá, 235 triệu. Tập lái thì em có Spark này, i10 này, Kia Morning. Những dòng xe từ 130 triệu quay đầu em có nhiều lắm ạ. Em muốn mua i10 màu đỏ 2 đầu. Anh ơi, màu đỏ 2 đầu cực kỳ khó mua luôn. Rất là hiếm luôn. Màu đỏ 2 đầu cực kỳ khó luôn. Màu đỏ 1 đầu thì còn dễ mua chứ 2 đầu thì khó lắm ạ. Khó i10 2 đầu lắm. Chỉ có 1 đầu thôi. Và quan trọng nhất là anh hợp màu nào anh ạ. i10 2015 thì em không có. Nhưng em có 2016 số tự động i10. Em đang bán là 342 triệu nhé. Còn bác nào quan tâm về Toyota Vios thì em có sẵn 2 chiếc này. Chiếc xe Toyota Vios này là em đang chào bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Em này là 368 triệu ạ. 368 triệu ạ. Ghét em có nhá. Anh Tranh Đầu Gỗ ơi. Tranh Gỗ Đình Cường ơi. Anh Giai ơi, để lại số điện thoại. Em có Hyundai Ghét đang trên đường về nhá. Còn chiếc xe Ghét này là em bán rồi. Xe Ghét này là khách cọc tiền rồi. Xe Ghét trong kia em cũng bán rồi. Innova Toyota Vios đời 2017 đây. 2017 nước sơn màu vàng cát. Em đang chào bán là 368 triệu có Toyota Vios đây. Màn hình Android cảm ứng này, em này là 2017 sẽ lên form mới và máy trắng nhá. Một dàn lốp Michelin 368 triệu có cho em một chiếc xe Toyota Vios. Toyota Vios 2017 đây ạ. Và em còn có cả Kia Rio. Kia Rio em có tự động có này và có cả Kia Rio số sàn nhá. Kia Rio số sàn đời 2015. Biển 17 Thái Bình. Và em đang chào bán chiếc xe này với giá là 310 triệu đồng. 310 triệu đồng cho chiếc xe Kia Rio ạ. Còn bác nào quan tâm về bán tải số sàn một cầu máy dầu thì em có đây. Bán tải số sàn đây ạ. Em đang có chiếc bán tải này với giá là bao nhiêu? Bán tải với giá là 470 triệu đời 2017 luôn. À 2018 ạ, 2018 bán tải máy dầu một cầu. Dán phim cách nhiệt giảm ồn các bác nhìn này. Cách này không thể nhìn vào bên trong. Cách cả chống trộm luôn nhá. Chống nhìn trộm này, chống ồn, giảm tiếng ồn đây. Bán tải 2018 máy dầu một cầu 2.5. Bán tải Colorado số tự động, số sàn nhá. 470 triệu ạ. 470 triệu cho chiếc bán tải đây. Máy dầu đây các bác nhắc bó máy dầu đây ạ. À anh ơi rất là tiếc, Túc Sơn nhà em hôm nay lại đi có việc không ở nhà rồi. Chất Túc Sơn này nhà em nó đẹp nên các bác ấy cứ hễ là đi ăn cỗ hay là đi đâu là lại đi một chỗ loại oai một chút rồi. À anh Hòa đang ơi, Túc Sơn 2010 đăng ký 2010 biển Hà Nội. Thì anh để lại số điện thoại nhá, anh để lại số điện thoại đi ạ. Em sẽ tư vấn cho anh, gửi hình ảnh chi tiết nhất cho anh về chiếc Túc Sơn ạ. Túc Sơn đã đi ăn cỗ mất rồi, cái em đấy là được số hưởng đi ăn cỗ các bác ạ. Mỗi lần đi đâu ăn cỗ là những em đời cao gầm cao là toàn mang đi ăn cỗ thôi. Nên các bác để lại số cho em nhá. Kia Cerato thì em có này. Kia Cerato đời 2012 nước sơn màu đỏ đẹp phiên bản hatchback. Em đang chào bán là 365 triệu. Em này là full option rồi. Biển 12, Cerato màu đỏ cửa sổ trời xi nhan trên gương, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Đề lộ khởi hành start top nhá, 365 triệu Cerato. Có màu bạc và màu đỏ. Bác nào quan tâm về Cerato không thể bỏ qua đâu. Khoảng cách hai xe nó gần quá không thể mở cửa được các bác nhá, các bác thông cảm sợ là xước xe ấy ạ. Xe Dato 365 triệu bao hồ sơ và còn bớt này. Em có 3 chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Cờ đuôi thì em có màu trắng ngọc trinh này, bản form mới nhưng không độ này. Còn em này là cờ đuôi 2016 bản độ nhá. Bản độ này lên đèn bi salon cản phía trước, mặt ga lăng là độ hết rồi. Độ body đẹp rồi. Cờ đuôi 2016 phiên bản độ, độ cả bộ on off. 338 triệu nhé. 338 triệu lên màn hình Android rồi. Độ bộ on off, cánh gió thể thao.
Mặt cản phía trước cũng là độ nhá, không phải nguyên bản đâu, độ hết lên rồi, cực kỳ đẹp luôn. Có bô on off này, bốn mắt cảm biến này, cam lùi đầy đủ, cam hành trình, màn hình Android. 338 triệu có cho em một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Cờ đuôi em có màu vàng gold, xe chủ tịch, biển thủ đô Hà Nội, form mới, zin toàn xe. 335, màu trắng ngọc trinh, biển cờ đuôi, biển 17 cũng mới về kia, là 335. Con em này độ lên, dù có độ lên nhiều đồ chơi đến mấy thì giá cũng chỉ nhô lên có 3 triệu thôi. 338 triệu, biển bi sơn lông, mặt cản phía trước, độ body, xi nhan trên gương, độ bộ on off, 338 triệu. Bán tải thì em có máy số sàn đây, số sàn máy dầu bán tải 470 triệu. Kia Morning em có ạ. VinFast em tạm hết bác mùa A Trang ơi. VinFast em tạm hết nhá, VinFast mỗi lần nó ra một cái voucher là em lỗ sập răng luôn. Xe ô tô mới người ta là hãng, người ta sập thì nó không sao, bọn em cũ rồi, không có voucher, vừa mới nhập vào 500 nó sập cho một phát còn 300 thì bọn em chết bất, cho nên là em không có VinFast nhá. VinFast các ông Vượng ông đấy nghĩ ra nắm voucher quá, em không theo được VinFast các bác ạ. VinFast và xe cũ là nó voucher nhiều quá. Anh Huỳnh anh ơi, quay con gì nhỉ anh nhỏ, em chưa đọc bình luận này giờ mới nhìn thấy này. Anh Trung Hoàng ơi, ta đầy là cái gì ạ? Vios em có nhá, Vios số sàn em có, tự động em có này. Anh Huỳnh anh ơi, xem xe nào để lại số điện thoại em tư vấn nhá, bình luận nó bị ẩn, lúc đọc được lúc thì không. Nên là không biết là bác bình luận cái gì ạ. VinFast thì không có đâu, VinFast khó lắm ạ. Mỗi lần ra vô trò là sập mất mấy trăm triệu một con, sợ lắm ạ. Kia Morning thì em có này, Kia Morning số tự động, biển 4 số, thủ đô Hà Nội, một chủ sử dụng từ mới nhá. Kia Morning nước sơn màu xanh, biển XNS, đời 2008 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2010. Bản này là bản nhập này, sấy sợi ghế này, điều hòa auto này, màn hình Android này, củ số thẳng nhá. 198 triệu có Kia Morning. 198 triệu có Kia Morning số tự động đây ạ. Đời 2008 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2010. Xe tư nhân 4 số, một chủ sử dụng, biển thủ đô Hà Nội, có Kia Morning đây, 198 triệu. 7 chỗ ngồi thì em có Captiva máy dầu, Captiva máy sàn, một dàn Innova máy xăng. Và đây là một chiếc xe Orlando, Chevrolet Orlando đời 2017, số tự động đẹp, zin đẹp toàn xe luôn. Đề lổ thông minh, hỗ trợ trơn trượt, điều hòa auto, cửa sổ trời, phím mở một chạm, cam lùi, cam hành trình, đầy đủ cho em nhé. Orlando với hai hàng điều hòa độc lập, 435 triệu, nước sơn màu trắng. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi, phanh ABS, biển 90. Cảm biến phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm này. Có cho em một chiếc xe Chevrolet Orlando, Orlando 2017, máy số zin ạ. Innova 7 chỗ em có này, 7 chỗ em có, 8 chỗ em có nhé. Anh Huỳnh anh ơi, đời cao thì có đời đến 2020, có Soluto. Soluto 2020, Innova thì là 7 chỗ và 8 chỗ tùy vào đời nhé. Để lại số điện thoại cho em ạ. Chevrolet Orlando 435 triệu. Còn ở đây thì có một em đến từ thương hiệu Toyota, nhưng bản nhập Nhật nhé. Toyota bản nhập Nhật, Hyundai i10 sedan em có 2018 là cao nhất nhé. 2018 em có 3 chiếc, một chiếc trắng, một chiếc đen và một chiếc màu bạc nhé. Em có mà 2018 là cao nhé, 2018 là vừa rồi ạ. Ghét em có nhá, đang trên đường về ghét. Bác hỏi làm gì ơi, để lại số điện thoại nào. Anh Phan Công Lam ơi, để lại số điện thoại nào. Anh Thanh Nguyễn ơi, để lại số điện thoại nào. Các bác ơi, kết nối qua Zalo cho em có số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Còn ở đây em có một chiếc xe Jaguar, Jaguar đời 2008, số tự động. Số tự động đời 2008, nhưng phải nói là em này nó lì, nó trâu thật, vẫn giữ được máy zin các bác ạ. Vẫn giữ máy zin, nội thất zin, sơn zin. Jaguar 2008, bản xe này là 5+2, 7 chỗ ngồi nhưng mà là dòng xe 5+2 nhá. Zin đẹp toàn xe. Toyota Jaguar 395 triệu đời 2008 số tự động này. Số tự động 2008 biển 15. Toyota Jaguar bản nhập Nhật, full đồ chơi option. Đời thì hơi thấp nhưng giá thì hơi cao, 395 triệu. Nhưng bác nào từng đi Jaguar rồi mới biết là chất xe như thế nào. Xem i10, anh Phan Quân ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nhá. i10 tận ở ngoài bãi ngoài kia, vợ ngoài kia cơ, vừa rồi em lại có quay qua rồi.
Ở đây thì em có một chiếc xe Civic nữa đây. Em có hai chiếc Civic. Civic 1 là đời 2010, 318 triệu. Và em về thêm Civic đời 2007 nhá, 250 triệu. Nếu như 2010 nhô 300 thì các bác hơi mệt một chút, thì các bác có thể tham khảo cho em này. Civic 2007 250 triệu. Màn hình Android to đùng vật vã như cái máy tính luôn. Cũng là điều hòa auto cần số, cũng là điều hòa mát lạnh nhá, không phải điều hòa auto đâu. Điều hòa mát hai vùng thôi, nóng lạnh hai vùng, cần số phanh tay sắc led này. Civic 207 250 triệu, màn hình siêu to khổng lồ luôn. Có Honda Civic cho em ạ. Kết nối Zalo 0354602790, em hỗ trợ tư vấn ạ. Anh Phan Quân ơi, anh Thanh Nguyễn ơi, Y10 màu trắng 218 số sàn xe gia đình, bản 1.2 4 máy 299 triệu. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi, không taxi, không đổi màu, không khoan đục nhé. 299 triệu ạ. Mazda CX-5 không có, nhưng em có Hyundai i20 nhìn như CX-5 luôn, màu đỏ nhìn rất là đẹp, 418 triệu, 2015. À, và đây em còn có cả 5 chỗ ngồi gầm cao, thì em các bác biết rồi ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao em có EcoSport này, màu trắng này, màu lâu, màu đỏ, màu cam. Màu cam là 217, 458 triệu. Màu trắng 216, 445 triệu. Còn đây là chiếc xe màu lâu, 415 triệu ạ. 415 triệu EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao. Đời 2015, máy số zin bản titanium cao cấp. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 2, 2024. 5 chỗ ngồi gầm cao với phím mở một trạm thông minh. Đề lộ khởi hành start top, máy số zin đẹp nhá. Màu titanium hay còn gọi là màu lâu. Bác nào hợp phong thủy màu lâu không thể bỏ qua này. 7 chỗ ngồi gầm cao em còn có cả Kia Sorento nhé. Kia Sorento máy dầu. Nếu như Fortuner em có máy dầu một xà, một cầu số sàn 535 triệu 2011. Anh ơi em có Fortuner nhưng hiện tại không đang ở, không có ở nhà. Anh giữ máy này, anh Minh ơi, anh Minh vẫn để lại số điện thoại nhé. Fortuner 7 chỗ ngồi số sàn 2011 535 triệu máy dầu. Thêm vào lõ bác nào không thích máy dầu thì em đã không thích số sàn thì em có số tự động đây. Kia Sorento máy dầu 2010 số tự động, một cầu máy dầu 2.0. Một chiếc xe hội tụ tất cả công nghệ full option vào đây. 535 triệu cho chiếc xe Kia Sorento, máy là Eco, siêu tiết kiệm, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Vô lăng tích hợp phím bấm này, màn hình Android, điều hòa auto, nghe gọi khẩu lệnh. Cửa sổ trời như là một cái màn hình LED to đùng luôn, full HD không che nhá. Sấy sưởi ghế hai ghế trước, sấy sưởi ghế hai ghế sau. 535 triệu Kia Sorento, đầy đủ ghế lái chỉnh điện, đầy đủ cho em rồi, ghế nhớ hai vị trí. 535 triệu máy dầu ạ. Những dòng xe như Mẹc em cũng có này, Mẹc CW-Ben em có này, Kia Morning, Hyundai i10, Hyundai Accent rất là nhiều luôn. Bán tải còn có cả bán tải Chitong 2016, máy dầu một cầu số tự động đây ạ. Để lại số điện thoại em tư vấn nào các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe nhá. Đừng quên những lượt tim, những lượt thích trang ạ. Kia Morning 2010 à, Kia Morning 2010 mười mấy nhỉ? 2006 đây. Giá cũng chỉ có bao nhiêu ạ? Giá cũng chỉ có 155 triệu thôi. Ở ngoài, ở ngoài. Bánh ra ngoài rồi. Đây nhá, Kia Morning lốt cái này nghỉ thôi. Kia Morning đời 2006 đây, số tự động giá chỉ có 155 triệu thôi. Xe gia đình, một anh dài bên Hải Dương bán lại cho em Hương ạ. Được được công ty cử sang bên nước ngoài để làm việc kỹ sư bên nước ngoài nên là đi sẽ vài năm. Sợ rằng để xe ở nhà không đi đến, sợ nó hỏng bình hỏng số nên các bác ấy bán lại cho em đây ạ. 155 triệu xe gia đình, số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, nước sơn màu đen nhá. Có Kia Morning ạ, 155 triệu nhá. Nội thất em Hương bọc lại vì hôm trước nhà anh ấy có con nhỏ lên nè, nên là xe vẽ lên hơi bẩn này. Avel em có nhá, anh Hảo Sân ơi em có Avel nhá, để lại số điện thoại và cùng xem em này. Có lẽ là chiếc xe Avel này ra là trước mà em chính thức chốt lại like ngày hôm nay nhá. Một chiếc xe Chevrolet Avel đời 2015, đời cao giá rẻ bản sedan 2 đầu, 2015 nhưng giá chỉ có 225 triệu thôi. Nước sơn cũng là màu vàng gold, màu đồng đấy ạ, rất là đẹp. Động cơ trang bị 1.5, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, Avel 2015, 225 triệu.
xe đăng ký 5 chỗ ngồi, vô lăng thiết kế 4 chấu ghế chỉnh cơm, ghế chỉnh bằng cơm nhá. 225 triệu, để lại số điện thoại em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn này. Chevrolet Avel, Mercedes 250 bản Blue 379 triệu. Các bác nhà mình ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhá. Giá chỉ từ bao nhiêu? Giá chỉ từ có 158 triệu thôi. Vài chục triệu là có ô tô đi rồi. Em chào anh Nguyễn Thành, chào anh Nguyễn Khánh, chào anh Minh Phúc này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều những mẫu xe đang được chào bán bên em. Có lẽ là hôm nay em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây. Cảm ơn tất cả khách hàng nhà mình đã dành chút thời gian quý báu buổi trưa của mình để xem hết buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Và để lại số điện thoại em sẽ kết nối Zalo nhé. Kết nối qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Những dòng xe gia đình như có Kia Morning số tự động này màu đen 155 triệu. Và những dòng xe có Innova 8 chỗ ngồi này, Hyundai VE10 này, Toyota Vios này, rất là nhiều luôn. Để lại số điện thoại cho em ạ, kết nối Zalo 0354602790. Bác nào muốn đến xem xe trực tiếp thì để lại số điện thoại em sẽ gửi định vị nhé. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Cảm ơn bác Phan Gia Tuyên, chào bác Phạm Khoa, chào bác Nguyễn Du. Cảm ơn tất cả khách hàng thân yêu ạ. Em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây nhé. Hẹn lại các bác nhà mình vào 11:40 ngày mai trên báo giá trực tiếp của Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.